Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em Yêu Lan toàn quốc. Hôm nay em đang có mặt ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thì cũng rất là vội cả nhà. Đấy, thì hôm nay có em Xuân ở Hoa Lan Bình Phước có đi lên Hòa Bình để dự cái lễ của anh Dũng Trang. Đấy, tiện thể qua đây thì anh em có giao lưu một cái kỳ. Đây Xuân chào cả nhà ấy. Rồi Xuân xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà Yêu Lan, xin nhìn... chào tất cả fan của anh Phi Điệp Cách Bà. Nhìn trực tiếp như là đen hơn trên này. Đấy thì em có giao lưu với bạn Xuân một kỳ Lam Kinh Trắng Bảo Duy. Đấy, rất là cẩn thận vì tùy tiện ra đây thì bạn ấy cầm luôn ra đây cho anh em. Đấy. Thì lát nữa là Xuân cũng sẽ đi luôn lên Hòa Bình. Em thì em về Hải Phòng cả nhà. Đi luôn cùng đội công nhậu. Đây. Đấy, Lan Huệ bây giờ phải giao dịch như này cả nhà. Cậu có ghi tem của ngoài. Có tới đây rồi, giờ gỡ này ra được rồi. Cho nên chỉnh cho cây ở đây. Cái khu này là khu Westlake cả nhà nhá, nó khu biệt lập rất là đẹp. Đây cảnh ở đây rất là ok. Anh cần cầm máy rồi đấy. Kì ok. Chị. Bắt tay Xuân cả. Yeah. Cảm ơn em rất là yeah. Nhiều. Đấy. Thì giao dịch mùa Covid nó khổ như vậy cả nhà. Rồi Xuân xin chào cả nhà nha, cả nhà Yêu Lan nha. Cái máy em lại đang bị nó bị tự nhiên cái nó treo táo. Cái không có like được. Cái cũng khá là lâu rồi nhưng mà giờ nó đứng ngọn rồi. Thì chắc qua lặn này cũng làm cái mầm gốc cho okay. Nó. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi. Xin chào cả nhà. Có chụp tấm không anh? Rồi, ok. Rồi. Tắt.